Thành phố Tam Điệp vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào năm 2024. Năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố được triển khai sâu rộng, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là các phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các phong trào thi đua khác. Từ đó có tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở nhiều cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tại hội nghị, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân. Trong đó tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể cá nhân vinh dự được tặng cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.